anh bạn cho tôi hai vé nhà bà cụ lao xuống sông. Ok anh bạn cày con, đợi một xíu. Suất này còn bao nhiêu vé? Tôi mua hết cả rạp. Oh my god, đấy, đấy có phải là Trứng Cày, là danh hài số 1 VN, vi sắc nhân tâm biết đi, kẻ hủy diệt nụ cười nhân loại, chúa tể khái điểu, ông tổ Đỗ Lệ, bé Xuân Mai Lon Ton, tấp một xe vờ sau bích, thở câu nào là chết phải câu đó. Con cầy Becca kia, người ngươi toàn mùi silicon. Oh my god. Khóc cái gì, ngươi chắc chắn không phải là người con gái cuối cùng của chim lò đâu, ha ha ha. Anh bạn Trấn Cầy xin hãy bảo vệ hàm răng của mình, tôi là người đến trước, mong anh bạn có thể chừa cho chúng tôi hai vé. Toàn bộ vé rạp của ngài đây. Trồn cái lửa, tụi tao cần sự riêng tư con cầy con à. Dù ngươi đến trước nhưng tao bao cả rạp, chắc chắn cái rạp này là của tao. Mong anh Trấn Cầy có thể suy nghĩ lại, tôi là một fan của anh và xem phim Bố Cầy của anh hơn 3 lần đấy. Qua lần đầu tiên thấy một kẻ xem phim của tao hơn 3 lần. Đích thị là ngươi dắt ba con ghẹ của ngươi xem 3 lần liên tiếp đúng không? Không phải đâu anh Trấn Cầy, tại vì phê cầy gì view phim của anh thành siêu siêu cực cực phê phê nên tôi mới tò mò xem phim của anh tận 3 lần đấy. Oh my god. Vậy nó có hay không? Có cái con con. Thôi ngươi chim cút được rồi đó. Tụi tao cần sự riêng tư anyway. Nếu anh không cho tôi đặt vé tôi sẽ bóc phốt anh ở trên mạng. Đúng là vi diệu cầy con. Mày có gì để làm bằng chứng hả? Tôi sẽ trích xuất camera lò ở khu vực này rồi phốt anh lên mạng. Vậy thì tao bao luôn cả camera ở đây là được. Nếu mày có trích xuất được thì cả dàn ekip lò của tao sẽ tẩy trắng vụ việc này như bột giặt thai, ha ha ha. Tiến vong. Tổ sư thằng nào cúp cầu dao vậy? Với thai plus mới và tốt hơn, thử đi. Ồ, trắng quá. Thai plus tốt hơn trước, thử rồi sẽ tin.